Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu tên anh tham gia một dự án full farm. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn biết phần link mô tả của mình mở ra mô sẽ tắt chấp sai các bạn. Bạn nào chưa vào rồi những video đầu tiên bán nước cấp cha đây các bạn. 23 23N C 23N C BKN. Rồi mình gửi cho bot này bạn. Mình sẽ nhận được 10 tập cần full nè bạn, khoảng 15 đồ. Con này con tổng cung khá là thấp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn cho nên gấp pin seller nè. Cho nó vào nè. Rồi bạn mới đắp nè. Chờ này khá là ngon các bạn. Tiếp tục bạn cho subscribe kênh follow từ Twitter nữa, Telegram nữa nè. Tiếp tục thì follow từ Twitter, like và request pinbot hashtag tàng nè các bạn. Các bạn copy hashtag tàng giúp mình các bạn. Các bạn chỉ dẫn cho từ tweet nè. Tiếp tục thì Twitter thì bạn theo dõi nè, bạn xuống đây thì bạn like và tweet bị viết cái game nè các bạn. Chích dẫn cho tweet nha bạn. Các bạn tăng 2-3 người bạn mình vào. Rồi các bạn bắt tăng nãy các bạn copy vào không ạ? Rồi các bạn tự quyết đây nè, tục cần này sẽ đi thành 3 cây swap. Huge swap. Rồi các bạn mới đắp lại nè. Các bạn mới submit đi tên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm don nè. Tiếp tục thì các bạn gọi lên admin tại Twitter của mình nha các bạn. Phải không? Các bạn ở tờ Twitter của mình ra, các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn vào bao nhiêu gạch cùng các bạn chia sẻ, các bạn copy tờ Twitter, bố xin em tờ Twitter mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain với chocolate các bạn, thì các bạn copy địa chỉ lấy địa chỉ thác trên chocolate hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain với chocolate cũng được các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH vào nè các bạn. Các bạn sao chép lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Để cho bot nè. Tiếp tục subscribe cái này thì các bạn vào subscribe nha các bạn. Đây là subscribe rồi thì bấm bắt up là bấm don. Follow từ Twitter, like, đường YouTube, bấm chết. Tiếp tục quan tài khoản của mình nha các bạn. Mình sẽ nhận được 10 tập cần có hiệu là Burial. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.